Bộ xã Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh bộ xã trên toàn quốc. Trước mắt quý vị là một cái tác phẩm của bộ xã Đức Huy vừa mới hoàn thành xong. Một tác phẩm cũ mà lại hóa mới. Thì qua các bàn tay của các em làm đá, đó là em Huyên tại Hải Hậu, Nam Định đã thổi hồn cho bộ xã Đức Huy. Trên một tác phẩm được đặt trên một cái hình tượng một chiếc thuyền lan. Và quý vị hình dung một bóng dáng của một cái tác phẩm nhìn như một cánh buồm. Thì bộ xã Đức Huy đã sở hữu tác phẩm này 15 năm rồi quý vị ạ. Từ 2009 đến bây giờ. Ngót nghét 15 năm rồi. Và biết bao nhiêu cái tình yêu dành cho tác phẩm. Và vẫn nung nấu một ngày để nâng tầm tác phẩm. Bởi vì bộ xã Đức Huy biết là tác phẩm chưa có được những cái chậu cũng như những cái gò đá để tôn vinh tác phẩm. Thì đến ngày hôm nay, cái mong ước đó đã thành hiện thực. Thì một cái chậu bộ xã Đức Huy thiết kế dành cho tác phẩm của mình. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái tác phẩm xanh quê. Thực sự là cái cảm xúc vô bờ bến, vui lắm quý vị ạ. Hôm nay thì bộ xã Đức Huy sẽ quay cho quý vị mọi cái góc cạnh để quý vị chiêm ngưỡng một tác phẩm mới này. Quý vị nhìn thấy từ trên cao bóng tàn. Rất ấn tượng. Bộ xã Đức Huy xin ý kiến của quý vị. Bởi vì với bộ xã Đức Huy thì nó quá mỹ mãn rồi. Nhưng không biết trong mắt quý vị thì sao. Thì rất mong cái ý kiến của quý vị. Tác phẩm có cái chiều dài tàn hơn 2 mét. Và đây là một cái tác phẩm từ mặt chậu lên thì rơi vào khoảng 1m2. Một cái chiều cao, cái form quốc tế rồi quý vị ạ. Thì cái niềm vui rất lớn quý vị ạ. Nhưng bộ xã Đức Huy còn vui hơn khi bộ xã Đức Huy điện trực tiếp cho anh Trường Giấy. Xin phép anh Trường Giấy cho bộ xã Đức Huy sử dụng cái tên Thuận Buồm Xuôi Gió. Bởi vì cái tác phẩm này thích hợp với cái tên Thuận Buồm Xuôi Gió quá. Và bộ xã Đức Huy cũng chỉ có một cái mong ước nho nhỏ. Đó là cái niềm đam mê của mình, cái công việc truyền thông để đi lan tỏa, chia sẻ cho cộng đồng. Thì trên những cái chặng đường đi được may mắn, được thuận buồm xuôi gió. Thì cái mong ước như vậy, bộ xã Đức Huy muốn gửi gắm vào cái tác phẩm của mình. Cũng chỉ mong muốn như vậy thôi. Chứ cũng không dám so sánh với cái tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió của anh Trường Giấy. Chỉ vì cái tác phẩm này thì nó giống cánh buồm. Bóng tàn giống cánh buồm và trên con thuyền. Này bộ xã Đức Huy. Và anh Trường khi mà điện thì anh Trường đồng ý ngay. Anh Trường nhất trí ngay cho bộ xã Đức Huy sử dụng cái tên Thuận Buồm Xuôi Gió. Thì nhân đây thì bộ xã Đức Huy cũng cảm ơn anh Trường Giấy. Đã chia sẻ cái tên Thuận Buồm Xuôi Gió cho bộ xã Đức Huy. Thì cây của anh Trường Giấy là cây Thuận Buồm Xuôi Gió 1. Là bộ xã Đức Huy sẽ xin phép Thuận Buồm Xuôi Gió 2. Kính thưa quý vị sẽ chiêm ngưỡng. Thế và cái bóng tàn này thì sẽ theo từng ngày. Bộ xã Đức Huy sẽ càng ngày càng hoàn thiện, càng đẹp hơn nữa. Đẹp rồi đẹp hơn nữa. Và quý vị nhìn cái gò đá mới xuất sắc làm sao. Những cái nét đá đẳng cấp quý vị ạ. Và quý vị thấy tôn cho tác phẩm đẹp thế nào. Thì cây này xong bộ xã Đức Huy sau này thả nước quý vị nhé. Sau này bộ xã Đức Huy thả nước. Nét đá có ấn tượng của quý vị ạ. Và quý vị nhìn cái góc mày, cái đường thân. Đã quá quý vị ạ.
Và bộ râm quý vị ơi, bộ xã Đô Huy, quý vị nhìn thấy bộ xã Đô Huy lợp mái. Bộ bóng mái, bộ xã Đô Huy sẽ cố gắng làm bộ bóng mái tự nhiên nhất, đẹp nhất có thể. Chúng ta sẽ nhìn từ dưới lên và sẽ nhìn từ trên xuống để cảm nhận hết tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió này. Và quý vị thấy cái tên đó có thích hợp không? Thì quý vị cho bà Sa Đô Huy cái ý kiến. Một cái hình tượng cánh buồm rất rõ quý vị nhé. Hai cái sải cánh. Và hai cái sải cánh này thì cũng như con chim phượng của quý vị ạ. Và cánh có rộng thì mới bay được xa, mới đủ sức đi cái đoạn đường dài. Và Bồ Tát Đâu cũng hy vọng khi tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió ra đời thì mọi những cái công việc, những cái dự định của Bồ Tát Đạo Huy sẽ phát triển. Và chỉ mong mọi điều, mọi công việc, mọi cái dự định đều may mắn, đều thuận buồm xuôi gió. Thì quý vị biết ai trong chúng ta cũng mong muốn điều đó, mong muốn được thành công, mong muốn được thuận buồm xuôi gió. Công việc được hanh thông, mọi điều tốt đẹp đến với chúng ta, đến với gia đình, người thân chúng ta. Thì Bồ Tát Đạo Huy còn làm rất nhiều cây nữa. Thế nhưng thợ đá này các em mới về nghỉ lễ. Thì tới đây em mới lên thì em lại làm tiếp. Thì đã chuẩn bị vặt lá rồi để các em mới lên này, quý vị nhìn thấy này. Những cái cây trực này tới đây zin chân, gài tí chân đá. Cũng đã vặt hết lá rồi. Và khi vặt lá thì quý vị nhìn thấy cây trực lu. Cây trực lu tới đây sẽ rất rất là khác quý vị nhỉ. Cây trực lu khi mà vặt lá quý vị chiêm ngưỡng. Những cái lu cơ địa. Bộ bóng tàn này sau Bồ Tát Đạo Huy cũng sẽ tới vài hôm nữa thì sẽ đi dây, sẽ làm lại một lượt. Và còn rất nhiều cây tới đây lên đà. Chúng ta đến với Long Phượng Tương Phùng. Bồ Tát Đạo Huy vừa rồi vừa mới làm bộ râm định hình lại cho Long Phượng Tương Phùng. Quý vị yêu cây chiêm ngưỡng. Đây là bóng dáng của Long Phượng Tương Phùng khi Bồ Tát Đạo Huy làm xong. Tất cả phải co kéo định hình lại hết. Hiện nay quý vị nhìn thấy bóng mái đã cân đối hơn rất nhiều. Thì tiếp tục còn phải làm, còn phải chỉnh sửa nữa. Nhưng cái bước một như thế này, Bồ Tát Đạo Huy cũng cảm thấy hài lòng. Long Phượng Tương Phùng thì để mỹ mãn thì cần phải sửa đá. Và tới đây thì Bồ Tát Đạo Huy cũng đang chuẩn bị một cái chậu mới cho tác phẩm. Thì tới đây tác phẩm sẽ có cái bộ chậu mới. Và quý vị sẽ đến với một cây trực hóa giang làng. Thì tới đây cây trực này cũng sẽ có những cái thay đổi đột phá quý vị nhé. Lưng chân bệ lên và gài một chút chân
cũng đã vặt lá rồi, chuẩn bị hết rồi. Thì đợi các em mới lên là các em mới sẽ xử lý cho bò sát hùi. Quá trình lột xác, quá trình thay đổi thì bò sát hùi sẽ truyền tải cho quý vị. Thì đây mới là cái phôi thứ cấp thôi, chưa phải là tác phẩm. Nhưng đây là một cái cây trực hóa răng làng mà bò sát đá huy rất là yêu, thì sẽ cố gắng chinh phục thành một cái tác phẩm quý nhất có thể. Thì đó là một số những cái dự định sắp tới, còn rất nhiều những cái dự định nữa. Thì bò sát đá huy làm được đâu thì sẽ chia sẻ được đến đó cho quý vị. Và hôm nay thì cái thông tin muốn gửi tới quý vị đó là cái lời hứa của Sa Đa Huy là khi tác phẩm xong thì chia sẻ cho quý vị. Thì đến bây giờ thì đã xong rồi. Và Sa Đa Huy chia sẻ và giới thiệu quý vị. Cũng chỉ mong quý vị cùng chung vui với Sa Đa Huy. Bởi vì khi xong tác phẩm mà thấy đẹp quá, ưng ý quá. Và còn vui hơn khi dành cho chọn cho mình, chọn cho tác phẩm một cái tên thích hợp, đó là Thuận Buồm Xuôi Gió. Thì đến đây Bò Sát Đá Huy xin được trân trọng cảm ơn quý vị, và cũng dành một cái lời cảm ơn đến anh Trường Giấy, đó là chủ nhân của tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió, Thuận Buồm Xuôi Gió 1. Thì xin được cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tất cả mọi người. Bò Sát Đá Huy sẽ xin dừng lời đây. Xin trở lại một quý vị trong những thước phim sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.